mọi người đến với Mimin Tarot và ở đây là một cái video bonus thêm của ngày hôm nay. Thì video ngày hôm nay thì với chủ đề thì chính là sắp tới họ có liên lạc với các bạn hay không. Bạn có thể là đang chờ một ai đó đang liên lạc thì đây có thể là trải bài dành cho các bạn. Họ ở đây có thể là bất kỳ ai, có thể là người cũ, có thể là bên nhà tuyển dụng hay là một bên nào đấy mà các bạn đang rất là mong chờ xem là không biết là họ có liên lạc với mình hay không chẳng hạn. Thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái trải bài ngày hôm nay, vì chúng ta có ba cái sự lựa chọn. Một là son dưỡng này, hai là một cái lọ chiết nước hoa này, ba là cái kem mắt AHC này. Tất cả đồ vật ngày hôm nay đều có màu đen. 1, 2, 3. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nhé. Và nhớ là đón nhận thông điệp này của mình một cách là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên nó không thể đúng với tất cả mọi người được. Chúng ta sẽ đến với số 1. Với số 1 thì câu trả lời cho tụ bài này là sắp tới họ có liên lạc với các bạn hay không. Câu trả lời đây là có. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nha. Câu trả lời đây là có nha. Cái người này là ai? Mình thấy rằng là người này có thể có một ảnh hưởng đặc biệt nào đó liên quan đến mặt vật chất, tiền bạc, tài chính của các bạn hoặc là công việc của các bạn. Có thể người này đang bên tuyển dụng hoặc là sếp của bạn hoặc là mẹ của bạn. Đại loại là cái người này sẽ có một cái quyết định quan trọng nào đó liên quan đến mặt tiền bạc, tài chính của các bạn. Mình thấy là thời điểm hiện tại có thể là các bạn cũng đang lâm vào cái tình trạng hơi có một chút những cái khó khăn nào đó liên quan đến tiền bạc ở đây. Có thể các bạn đang phải chi tiêu gì đấy rất là rẻ sẻn và các bạn rất là mong muốn nhận được cái sự liên lạc từ cái người này. Họ có thể là cái người hỗ trợ, cũng có thể là người nào đó cho bạn vay tiền, có thể là mẹ bạn hỗ trợ bạn về mặt tiền bạc tài chính, chị của bạn, bác của bạn cho bạn mượn tiền, hoặc là có thể như mình nói đây là bên tuyển dụng, bên mà có thể sẽ trao cho bạn một cái cơ hội để bạn có thể được làm việc ở trong cái nơi làm việc đó, và nhờ vào cái việc làm việc đấy á, thì bạn sẽ có tiền để có thể thay đổi cái sự thiếu thốn khó khăn về mặt tiền bạc tài chính của bản thân ở cái thời điểm hiện tại. Mình thấy rằng là có thể là bạn sẽ chưa thể nhận được cái sự liên lạc này trong một sớm một chiều đâu, mà người này sẽ cần phải có thêm một chút cân nhắc. Bởi vì hiện tại mình thấy là cái người này đang đưa bạn lên bàn cân với một cái nhân vật, với cả một vài cái đối tượng nào đó. Họ đang cân nhắc xem ý, ai là cái người thực sự phù hợp để họ có thể là giống như là họ có thể là giúp bạn hay là tuyển dụng bạn hay không. Nếu như đây là mẹ bạn thì họ cũng cân nhắc đấy nha, bởi vì họ nghĩ là nếu như mà mẹ của bạn nghĩ là có thể là nếu như mà cứu bạn thời điểm hiện tại thì có thể là bạn sẽ thiếu đi tính tự lập chẳng hạn, hay là thương nên thương bạn hay không đây, kiểu như thế. Thì cho dù họ là ai thì mình chỉ biết họ là một người nữ thôi. Người này là một người có nền tảng rất là tốt về mặt tiền bạc tài chính, và họ có một ảnh hưởng nào đó về mặt tiền bạc tài chính, thậm chí là công việc với các bạn. Thì mình thấy rằng là người này họ đang cân nhắc khá là kỹ và cũng khá là phân vân. Cho nên là cái thời điểm này người này chưa đưa ra quyết định đâu, nhưng mà cái người này sẽ liên lạc với bạn vào cái lúc ấy mà các bạn gần như là tuyệt vọng nhất, và sẽ không tưởng chừng như là không còn một chút hy vọng gì với cái người này nữa, hay là với cái cơ hội này nữa. Các bạn tưởng chừng như là không có một cái gì có thể cứu mình ở thời điểm hiện tại thì cái người này xuất hiện. Người này giống như là bạn, như mình hay nói với mọi người, hay trêu mọi người, bạn như kiểu chết đuối vớ được cọc ấy. Bạn sẽ như kiểu đúng như vậy, bạn sẽ vớ được cái phao, bạn sẽ vớ được cái cọc để bạn có thể bám víu được. Và mình thấy rằng là cái thời điểm tiếp theo khi mà cái người này liên lạc với bạn ấy, mình thấy là bạn rất là vui với cái lá fun time ở đây, các bạn thấy không? Dẩy lên dẩy lên đi mọi người. Thì mình thấy rằng là các bạn rất là vui, các bạn rất là thoải mái, và các bạn kiểu giống như ăn mừng ấy, vì mình đã đạt được cái kết quả tốt từ cái việc mà chờ đợi này, và cuối cùng là họ liên lạc với bạn. Nhưng như mình nói là chúng ta có lá perfect timing. Bản thân mình cũng là người trải nghiệm lá perfect timing rồi, thì nó sẽ không đến vào lúc chúng ta suy nghĩ đâu, mà nó sẽ đến vào cái lúc phù hợp nhất, vào cái thời điểm mà đúng chín mùi nhất thì nó mới xuất hiện. Còn không phải là bây giờ bạn đang khao khát mong đợi ngày mai bạn ngủ dậy là có luôn, không. Nó sẽ là vào thời điểm quyết định nhất. Thậm chí là kiểu giống như là mình thấy là các bạn tưởng chừng như là thôi rồi, từ bỏ rồi, khó quá rồi, mọi thứ nó không thể được như ý của mình mong muốn rồi. Thế nhưng mà vào đúng lúc đó thì bạn lại nhận được cái sự liên lạc đến từ cái người này. Thì cho dù họ là ai chăng nữa thì mình thấy rằng là đây cũng là một cái tin tốt được gửi đến cho các bạn. Chắc chắn cái người này sẽ liên lạc với bạn, nhưng mà phải đợi thêm một chút và một thời điểm thích hợp. Mình thấy là các bạn sẽ rất là vui khi mà nhận được cái sự liên lạc đến từ cái người này. Thì mình rất là chúc mừng các bạn. Thì bởi vì đây là cái trải bài bonus cho nên là nó sẽ chỉ có ngắn như vậy thôi. Thì đấy là số 1, chúng ta đến với số 2. Với số 2 thì mình thấy rằng là câu hỏi là sắp tới họ có liên lạc với bạn hay không. Thì mình thấy câu trả lời là không. Ở đây chúng ta có là no này, đó, không. Và cái người này là ai? Thì mình thấy người này là có thể là người yêu cũ của các bạn. Tức là bạn đang hỏi là người yêu cũ của bạn có liên lạc với bạn hay không, đúng không?
Nhưng mà câu trả lời là không nhá. Ít nhất là cái thời điểm sắp tới đây thì họ sẽ không liên lạc với các bạn. Lý do là thứ nhất, hai bạn cũng còn gì để nói với nhau nữa đâu. Mọi thứ nó cũng đã sáng tỏ đến cái mức độ đấy rồi. Kể cả cái lúc thời điểm các bạn chia tay á, nó có những thứ chưa rõ ràng ấy, nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại thì mọi người đã quá rõ về nhau rồi, quá rõ về lý do mọi thứ nó kết thúc rồi, và nói chung là không có gì để nói với nhau, hay là họ cũng chẳng có lý do gì để liên lạc lại với bạn. Bạn nghĩ là họ sẽ lưu luyến hay là gì đấy tìm lại bạn à? Mình thấy là không đâu. Bởi vì sao? Mình thấy hai người đang có những cái bận tâm riêng của mỗi người rồi. Có thể bạn, thật ra thì bản thân bạn cũng không quá bận tâm đến người này, mà đôi khi vào hỏi chơi chơi thôi, hoặc cũng chẳng có cái đối tượng nào cụ thể cả. Thế nhưng mà câu trả lời đây là không nhá. Thì mình thấy là thứ nhất này, mình không biết bạn là ai trong hai cái đối tượng này, nhưng mình thấy có một người thì họ đang có một hành trình về với bản thân của họ, đi tìm cái con người thật của họ, và họ đang có những sự thay đổi, có những sự giác ngộ ở bên trong, chính bên trong con người, tinh thần, nhận thức của họ. Có thể là họ giống như một cái vị ẩn thân tu sĩ ấy, họ ít liên lạc với mọi người và họ cũng không có hoạt động mạng xã hội quá là nhiều đâu, mà cái người này họ sẽ thích tận hưởng cái khoảng thời gian một mình hơn, có thể dành thời gian để học, để đọc sách, để nâng cao kiến thức cho bản thân. Còn một người thì đang mải mê với những niềm ước mơ, mong muốn biến nó trở thành hiện thực đó. Những cái giống như là cái người còn lại thì mình cảm thấy là họ giống như là họ đang trọn vẹn với cuộc sống của họ lắm, và những cái điều họ mong muốn ấy nó đang dần dần trở thành hiện thực. Chính vì thế mà thực sự là cái kết nối giữa hai người, cái dây mơ rễ má giữa hai người hầu như là nó không còn nữa. Và vì thế mà chả có lý do gì để mà họ có thể liên lạc với các bạn được. Trên cái câu trả lời nó rất lời nó rất là ngắn gọn ở đây thôi, đấy chính là no, chính là không nhá. Mình thấy là người này có thể là tình yêu cũ của các bạn, người yêu cũ của các bạn đó. Cũng có thể có những bạn ở đây đang thắc mắc là sắp tới các cái sự kiện nghịch hành nó sẽ diễn ra liên tục. Vào ngày sao thủy nghịch hành là ngày 23 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 thì bắt đầu nó sẽ nghịch hành đó. Thì liệu bạn hỏi là trong cái thời gian nghịch hành đó thì người yêu cũ của mình có liên lạc hay không, thì câu trả lời ở đây vẫn là không nhá. Mọi thứ nó cũng sáng tỏ rồi, và bản mình thấy rằng là có một cái nhân vật, mình nghĩ là bạn, mình cảm nhận được là bạn, bạn có một cái nhận thức và thay đổi suy nghĩ rất là lớn so với trước kia. Và bản thân bạn giống như là đã vượt lên trên để có thể nhìn toàn bộ về cái câu chuyện giữa bạn và cái người yêu cũ của bạn rồi. Tức là bạn hiểu thấu tất cả những cái thứ đây rồi, và giống như là nó đã done rồi, nó đã xong rồi, cho nên là các bạn rời đi thôi. Cho nên là đôi khi có những bạn vào đây là hỏi cho vui thôi, còn có những bạn nào mà hỏi thực sự là hỏi với một cái mục đích thực sự ấy, thì mình thấy rằng là các bạn cũng biết trước câu trả lời rồi. Đó, thì đấy là số 2 nhá. Chúng ta sẽ đến với số 3. Chào các bạn đến với số 3, và đây là trải bài chung. Vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đấy là sắp tới họ có liên lạc hay không. Thì đối với tụ bài này mình không quá rõ cái nhân vật sẽ liên lạc với bạn là ai, nhưng mình thấy ở đây có hai cái đối tượng. Nhân vật 1 này, nó sẽ rơi vào trường hợp sau đây là: 1 là cả hai người này sẽ liên lạc với bạn, 2 là một trong hai người này, người mà mình mô tả ở đây, một trong hai người này là bạn nha. Đó, còn đâu một người còn lại ở đây là một người khác, và cái người đấy sẽ là cái người liên lạc với các bạn. Thì ở đây mình sẽ mô tả về hai cái nhân vật xuất hiện ở đây. Ở đây có một người phụ nữ mắt đen tóc đen, chưa quá rõ về sự tác động của họ đối với bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai ở đây có liên quan đến một cái người đàn ông, và cái người này là một cái người mình thấy rằng là có thể là họ có một cái yếu tố về mặt tiền bạc tài chính rất là tốt. Có thể là hiện tại họ đang làm chủ về một cái doanh nghiệp nào đó, hoặc là nói chung là hiện tại thì họ đang có một cái chỗ đứng rất là vững chắc về mặt tiền bạc tài chính ở đây. Đó, người này nói chung là có rất là có điều kiện. Thì mình thấy rằng là hai người này, như mình nói rằng là hai người này có thể một trong hai người đang mô tả các bạn nha. Tức là cái hình ảnh, hai hình ảnh đây, một trong hai hình ảnh này đang mô tả các bạn. Có thể bạn là một cô gái mắt đen tóc đen, hoặc bạn cũng có thể chính là cái người đàn ông này. Nhưng cho dù bạn là ai, hoặc bạn không phải là hai người, là ai trong hai người này đi chăng nữa, tóc bạn màu vàng và mắt bạn màu khác chẳng hạn, thì bạn hãy cứ coi như là sẽ có hai cái nhân vật này sẽ liên lạc với bạn nha. Đó, vậy thì hai nhân vật này liên lạc với bạn với cái mục đích gì? Thứ nhất, mình thấy hai người này sẽ đem đến cho bạn một cái tin tức nào đó từ xa, hoặc họ, hai người này đều đang ở xa bạn. Có thể là, mình nói thật luôn, có đây có thể là họ hàng nhà các bạn đấy, một người chị nào đó, hay là một người anh nào đấy, hoặc là một cái người họ hàng nào đó của các bạn. Và họ có, hai người này có thể họ ở nước ngoài, họ ở nước ngoài họ, hoặc là họ ở một cái nơi xa bạn. Nhưng mà mình thấy rằng là có thể thời điểm sắp tới họ sẽ đem đến cho bạn một cái tin tức tốt nào đó mà các bạn sẽ nhận được. Có thể là một cái lời gợi ý, một cái lời giúp đỡ. Họ gợi ý với bạn rằng là họ muốn giúp đỡ bạn. Bạn có muốn đến cái vùng đất mà họ đang sinh sống hay không, thì hãy
lên tiếng với họ thì họ sẽ cho bạn một cái cơ hội giúp đỡ bạn để bạn có một cái cơ hội đến được cái vùng đất mà họ đang sinh sống. Đó, thì mình chỉ thấy rằng là cái người này, hai người này có thể có khoảng cách về mặt địa lý với bạn và sẽ đem đến cho bạn một cái tin tức từ xa. Và mình thấy là bản thân bạn ấy cái giai đoạn mà hai người này liên lạc với bạn thì bản thân bạn đang có một vài những cái đấu tranh nào đó, những cái khó khăn nào đó trong cái cuộc sống. Và nhờ vào cái sự liên lạc từ hai cái người này thì mình thấy rằng là nó mở ra cho bạn một cái chương mới trong cuộc sống và có thể sẽ giúp bạn dẫn đến cho bạn một cái thành công nào đó nha. Như mình nói là có thể bây giờ các bạn cũng đang chật vật với cái công việc hiện tại, với cái môi trường hiện tại và các bạn rất là muốn thay đổi rồi. Các bạn cũng đã cố gắng hết sức để đấu tranh, để nỗ lực rồi, nhưng mà mọi thứ nó không có cái biến chuyển nào cả. Thì có thể là hai người này, như mình nói, có thể họ hàng của bạn, có thể là những người bạn, hay là có thể là một ai đó không quá rõ, nhưng họ sẽ đem đến cho bạn cái tin tức tốt và giúp các bạn thoát ra được khỏi cái sự đấu tranh này và hướng các bạn đến với cái sự thành công tốt đẹp hơn. Đó, có thể là họ rủ bạn vào, họ rủ bạn đi đi đến cái nơi mà họ đang sinh sống, ví dụ như là họ đang sống ở cái vùng nào đó mà kinh tế xã hội đang rất là phát triển và chỗ đấy có nhiều việc làm hoặc là nhiều những cái chỗ mà nó tốt á, thì họ muốn bạn đến đó cùng làm việc cho công ty của họ chẳng hạn. Họ đang thiếu người, họ đang cần người, và cái người mà họ cần ấy phải là một cái người mà họ có thể tin cậy được, thì người đấy chính là bạn chẳng hạn. Thì cho dù đó là cái điều gì nhá, thì mình thấy rằng là đây là một cái cơ hội tốt và nó sẽ đem đến cho bạn cái sự thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye.